Đây là cái lò anh Đạt vừa set up cái ô để nước sẽ quay ở đây. Rất là tiếc vì hôm nay thì trời mưa nên là cái âm thanh của video nó cũng không được thực sự tốt, thì mọi người cũng thông cảm nhé. Mình sẽ để phụ đề ở dưới. Trong này ướt có việc gì không em? Không việc gì đâu anh, chốc mình làm nó khô. Okay. Tạm thời thì nó sẽ hơi vất vả một chút vì hôm nay là đúng vào hôm trời nó mưa. Thường thì trung bình một mẻ thịt này thì mình dùng khoảng 3.8 đến 4 cân than này, nhưng mà mình dùng than không khói thì cái chất lượng than không khói này thì cái miếng thịt của mình nướng rất là lâu, khoảng 2 tiếng thì mới thành công cơ. Nên là nếu mà mình dùng than ủ thì các bạn thường thì nó sẽ hay bị than và các bạn không điều chỉnh được cái phần nhiệt thì nó thiếu, nó sẽ dẫn đến là làm nó không được gì. Còn nếu mà nướng quen lâu ngày rồi thì các bạn vẫn có thể dùng cái phần than củi được, nhưng mà nó sẽ khói hơn và nó sẽ khó có than này thì sẽ bớt được cái lượng khói đi thì mình sẽ làm củi được. Mình nhóm thì mình sẽ dùng phở gà ấy. Vâng, đúng rồi, mình nhóm thì sẽ dùng phở gà vì cái than này nó lâu cháy lắm. Nếu mà các bạn nào mà không có phở gà thì mình bắt buộc phải dùng than hoa để mình mồi trước, xong mình dẫn than này vào. Phần than này nó là đốt tự nhiên thì lâu cháy rất là lâu. Em phải đến góc này thì cái quạt thì nó sẽ thổi ra góc đấy. Anh thấy trên thị trường có rất nhiều loại thì mình có lời khuyên nào cho anh em cùng đi làm này không? Cái này thì nhà mình là dùng than không khói, than ép, nhưng mà mình dùng than loại B và cũng là than A thì nhiệt nó hơi cao, nhưng cái này giá này nó cao thì nó hơn, cũng không cần thiết là mình dùng than B thì nó dao động khoảng nhiệt mình dẫn từ một vị. Còn nếu như mình không có mà mình thay thế bằng than hoa thì cái phần điều chỉnh nhiệt của mình thì nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút, nhưng không phải là không nướng được mà là khó khăn hơn. Là thường thì mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu là nó dễ nhất và làm nó ok nhất, thì mình khuyên các bạn nên dùng than hoa. Thì theo em thì nếu mà dùng than hoa thì cái lượng chi phí cho than hoa với than này thì than nào sẽ rất cao hơn? Em nghĩ là hai cái than này thì dùng than này thì sẽ lâm lớn hơn than hoa, kinh tế hơn. Vì than hoa nếu mà các bạn lấy mà loại than không tốt thì nó chỉ đốt được khoảng 50% than mà nó sẽ đã lịm than đi rồi, và gần như các bạn không thể sử dụng được 100%. Vì than này của mình thì đốt đến khi nào tàn còn cho thì kể cả đốt không hết thì mình vẫn có thể giữ lại để tái sử dụng được. Vì than hoa thì gần như là không dùng được, khi đốt mà nó bảo dưỡng còn khoảng một ngón tay này là các bạn không thể sử dụng được, chỉ có mang đi bó cây thôi. Đây là nhà mình ngày xưa là cũng dùng than hoa, mỗi một mẻ thì khi mình cho vào thì mình sẽ phải cho 2 lần. Như than không khói này thì mình chỉ dùng khoảng hơn 4 cân này thôi, nhưng nếu mà than hoa thì các bạn phải cho khoảng 10 cân, 9 đến 10 cân. Mình sẽ phải chia thành 2 lần, cũng như là lần 1 mình cho khoảng 5 kg, xong nó khoảng độ 50% cái đường nướng thì mình lại tiếp tục tiếp than. Như cái than này thì mình một lần mình cho là mình có thể sử dụng đến khi kết thúc luôn. Đấy. Thì nó sẽ tiết kiệm được cho các bạn rất nhiều và các bạn không phải vất vả là thêm than mà. Tức là em cho vào đây là khoảng 3 cân rưỡi? 3 cân 8 than à? Thì mình nướng là đến khi kết thúc là chín thịt luôn. Thế còn nếu mà anh mà dùng than hoa thì anh sẽ phải thêm một lần nữa, tức là một lần 3 cân 8 này và thêm một lần 3 cân 8 nữa thì anh mới thành công được.
thì tính ra chi phí giá thành thì nó chỉ chênh nhau khoảng 2-3 nghìn, nhưng mình lại dùng gấp đôi số lượng thì thành ra là mình dùng than hoa là đắt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái vỉ nướng lên đây để mình bắt đầu. Đây là cái phần thịt sau khi mình đã ướp được 3 tiếng rồi này. Than mình ngồi đỏ rồi. Bây giờ mình bắt đầu sẽ nướng cho cái phần mặt thịt này nó cứng lên. Tại vì các bạn phải hiểu là miếng thịt này của mình nó tươi ấy, thì mình nó khi mình dựng lên để nướng thì nó sẽ đổ. Nên là bây giờ mình đang làm cái khâu đầu tiên này là mình sẽ định hình cho cái miếng thịt này nó cứng lại trước. Thì chốc nữa mình sẽ bắt đầu nướng thịt sau. Để thẳng cái miếng thịt này ra nhé. Các bạn làm nó càng thẳng được miếng thịt này ra bao nhiêu thì đến lúc mình ra cái sản phẩm thì nó sẽ thẳng và nó đẹp. Thế còn mình mà không làm được tốt cái khâu này thì đến lúc cái miếng thịt của mình nó cong thì nó sẽ xấu. Miếng vàng mặt này luôn. Thường thì nếu mà muốn nướng nhanh thì nó phải bật quạt lên. Cho nhanh thì thôi mình cứ không vội gì. Xong lốt phần này là mình có thể nhanh thôi. Trong lúc mà chờ cái thịt này nó chín và nó form lại thì Đạt em có thể chia sẻ qua về cái chun này được không? Kích thước cũng như là em xuất xứ ở đâu, em thưởng ở đâu để cho mọi người có thêm thông tin được không? Cái chun này thì nhà mình nhập ở trong Sài Gòn về nhé. Chun này là ở Bình Dương họ làm. Thì trước thì mình có dùng chun ở ngoài Bát Tràng nhưng mà cái chất lượng chun nó rất là mỏng. Nên là khi mình về mình làm một thời gian thì nướng cái độ nóng của nó cao thì nó sẽ gây ra vỡ chun. Nên là mình lần vừa rồi mình quyết định là vào trong đấy mình tìm cái chun này và chuyển về ngoài này. Vì sau này thì mình sẽ để anh Bình sẽ để cái phần thông tin của số điện thoại của bạn bán chun. Thì những bạn nào mà muốn mua thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho các bạn ấy. Còn nhà mình thì bây giờ mình đang chuyển sang cái hướng sản xuất rồi sụn nên là mình rất là bận, mình không có làm được cái phần này. Thế còn cái kích thước xe này thì mình sẽ giới thiệu qua là cái chun này của mình là chiều rộng là 75 và cao là 75. Thì mình làm cái xe này, form xe này của mình là đáy xe nhé, là dài chiều dài từ đằng trước ra đến đây thì nó rơi vào khoảng 1m35 cm. Còn chiều ngang này của mình là 85 thì mình sẽ chia thành hai phần. Thì cái phần đằng trên chun này thì mình làm cao hơn một chút thì mình hạ cái bàn thái này xuống. Thì ở đây từ dưới này lên của mình là rơi vào hơn 70 phân, đến cách mặt chun này khoảng 2 phân thì mình sẽ hạ xuống 10 phân để mình làm cái bàn thái này ra. Thì các bạn hình dung thì nó cũng đơn giản thôi. Còn cái vỉ nướng này của mình thì là mình làm bằng nan lốc bình thường thôi. Nan lốc này là lốc 3 đến lốc 4 này, thì mình làm nó sẽ thu nhỏ hơn so với cái chun này một chút nữa các bạn nhé. Thì tại vì sao mình phải thu nhỏ cái chun này, vì khi mình điều chỉnh cái khay than này ấy, thì mình cần thu nhỏ vào để mình cái xích của mình nó lọt ở trong này được, nó không bị vướng vào đây. Còn nếu mà các bạn làm thủ 85 thì các bạn không thể kéo xích được. Nên là mình sẽ thu nhỏ hơn mỗi bên khoảng vài phân như này. Thì cái này mình làm kích thước là rơi vào 75 cm. Và chiều dài này thì khoảng 1m35 đến 1m40 tùy các bạn cái lượng hàng. Thu âm đúng không? Xong thì quay lại đúng không? Xong em lấy một đoạn B-roll sau. Em hiểu không? Cái kích thước này mới lại cái số điện thoại sau mình để một phần mô tả luôn thôi, cho người ta làm nó sẵn. Thì mình không cần phải
Alo ạ. Để quay anh nói con đoạn này cho nó. À đây đây, xuống em bác lên luôn ạ. Anh đến chưa? Vâng, đợi em khoảng 2 phút nữa ạ. Vâng. Đợi em một chút nhé. Tôi về. Tôi đạo diễn hết cái thì đấy. Tôi chúc anh về đấy thôi. Lật cho nó vào. Tôi gửi hàng. Thì thịt sau 10 phút, tức là 10 phút anh nhỉ? Vâng. Thì đã form lại rồi. Khi chưa chín thì chưa chín, nhưng mà miếng thịt nó đã form cứng rồi. Mình đang làm định hình, còn bề mặt. Đã thành miếng hình cứng cứng rồi. Thì tầm dở đi một phát. Ai cái kia mọi cái phụng này? Cái mùi gia vị nó giò rơi xuống cái phần than kia rất là thơm. Thì cái mặt này mình cũng nướng khoảng 10 phút rồi anh. Vâng, vâng. Mình cứ tạo định hình nó vàng lên như thế này. Đợt năm ngoái anh Bình về là đấy là nắng nhỉ? Ờ, đây đây. Tờ hôm em bận em không đây. Thì Quân quay sắp gần vào đây để anh... Hiện tại thì cái quá trình mà đang nướng để lấy form cái miếng thịt thì cái than cách với... cái thịt, bề mặt thịt khoảng 30 đến 35 phân. Để cho những anh em nào không có mặt ở đây thì có thể hình dung ra được cái lượng nhiệt cũng như là cái khoảng cách giữa than và thịt. Chưa nóng rồi, chưa nóng. Cung này thì chưa nóng rồi. Không phải cái cung nó dày mà mình có cái khay than riêng. Tại vì thang của mình lại có một cái khay riêng để nó cách. Bây giờ là cho ra ấy. Cái này là mình nướng nó form cứng này rồi thì mình cho những cái nó cứng rồi, còn những cái này nó chưa được cứng lắm thì mình để nướng nốt cho nó xong thì tí nữa bắt đầu mình sẽ thao tác là mình cho vào nướng. Thì cái này thì các bạn xem qua cả cái phần mô tả về cái chum này nhé, thì cái khay than này của mình thì là nó sẽ dùng hai cái xích hai bên này để mình có thể là đưa lên hạ xuống để điều chỉnh nhiệt. Thì thực ra là khi mình nướng cái thịt này thì chủ đạo là mình điều chỉnh bằng nhiệt, nên là mình sẽ có hai cái xích này. Thì chốc nữa khi mình nướng xong cái thịt này thì mình sẽ, mình đây là mình đang làm thao tác là nướng mặt nhé các bạn nhé, để cho nó cứng miếng thịt thì mình sẽ hạ cái than này xuống thịt đáy chum, để lúc đấy bắt đầu mình sẽ quy trình ủ cái thịt này để cho nó mềm mì ra. Đấy, thì các bạn đàn em tự làm cái thao tác mà nâng lên hạ xuống cái xích đó cho mọi người có thể hình dung được. Thì cái khung này nhé, thì khi mình hàn thì mình sẽ làm một cái chốt ở đây nhé các bạn nhé, cái chốt nhỏ ở đây, chốt này thì nó vừa cài được vào cái xích này thôi. Thì mình chỉ nâng cái xích này lên và mình hạ nó xuống thôi. Thì nếu một người làm thì các bạn hạ bên này rồi các bạn chạy sang bên kia, các bạn lại tiếp tục mình hạ dần xuống. Thì còn nếu mà có hai người thì mình có thể đều một lúc mình sẽ hạ cái này lên. Thì đây là mình làm theo quy chuẩn rồi, nên là cái xích này thì bên ngoài thị trường bán rất là nhiều. Thì mình mua cái xích này về thì mình cộng với mình hàn cái thanh lốc nhỏ vào đây. Mình chấm vào giữa cái chum này nhé, các bạn nhớ nhé là khi mình làm giữa cái chum này thì cái vỉ của mình, cái khay nướng của mình nó sẽ nằm ở giữa. Còn nếu các bạn làm lệch sang một bên thì có thể nhiều lúc các bạn sẽ không nướng được nó chuẩn ở giữa. Đấy. Thì khi mình làm mình nên làm chi tiết một chút, là ví dụ như khẩu độ này là 85 ấy, thì mình đo ra xong mình sẽ hàn chấm cái này ở giữa. Mình nướng được form cái miếng thịt nó cứng như thế này.
Thì bình thường thì miếng thịt nếu mình không nướng thì sau nó sẽ cong như thế này, và đến lúc mình ra cái sản phẩm thì có thể là có chỗ nó sẽ nổ, ví dụ như là bì này nó tiếp xúc được với nhiệt thì nó sẽ nổ, còn phần này nó sẽ không nổ. Nên là thường thì mình sẽ phải form cái miếng thịt này trước. Cái này cũng tương đối là quan trọng nha các bạn nhé. Thì mình sẽ phải giải thích từng bước cho các bạn một, để khi về thì các bạn có học online thì các bạn cũng sẽ làm, nó sẽ dễ thành công hơn. Đây, nhìn miếng này thì phần này chưa nướng nhé, đây các bạn xem này. Nó sẽ khi mình dựng thì nó không đều được. Nhưng miếng này nó sẽ cứng rồi, thì mình phải tiếp nốt phần còn lại. Mình vừa làm vừa nướng tầm khoảng 5-6 lần thì rút ra được cái kinh nghiệm thôi. Anh hộ em nhé. Thì anh mình quay sát vào cái khay than này nhé. Thì bây giờ mình nướng xong cái này rồi ấy, thì bắt đầu là mình sẽ hạ cái khay than này xuống tịch đáy, thả hết cỡ xuống, thả hết cỡ, không cài xích, anh thả lỏng ra rồi ok. Mình hạ xuống tịch đáy như thế này. Thì cái thịt này thì bây giờ bắt đầu mình sẽ dựng cái bì, cái phần bì lên. Lúc đấy là mình làm cái phần bì này thì còn một chút cái gia vị dính ở đây này. Mình chỉ cạo cái gia vị ở phần bì này thôi nha các bạn nhé. Mình không còn dính ở thịt thì mình không cần cạo đâu. Mình chỉ cạo một chút cái phần bì này thôi, để cho cái phần bì này nó sạch. Nó sạch cái phần bì này thì là khi mình nướng lên thì nó sẽ vàng đẹp. Còn nếu các bạn để đây thì sau cái này có thể nó sẽ bị hơi cháy một chút. Đúng rồi, mình sẽ nói sơ để các bạn làm nó sẽ dễ hơn. Đấy. Đấy, bây giờ miếng thịt của mình nó rất cứng nên là mình form một cái thì là nó sẽ tự đứng ở cái miếng thịt này. Còn nếu các bạn không nướng cái phần mặt đấy thì nó sẽ rất khó để nó đứng được. Thường thì mình sẽ nướng đầy lò thôi, nướng 2 hạng 1. Thì đây mình có 10 cân thì chỉ nướng thế thôi. Còn nếu mà nướng độ 20, hơn 20 cân thì mình sẽ nướng full lò luôn. Tức là mình đi 2 hạng luôn, suốt từ bên này sang bên này. Đảo đầu đuôi nhé. Đảo đầu đuôi, khi mình xếp xong cái thì là miếng thịt nó đứng im luôn. Đạt ơi, em có muốn chia sẻ gì về cái độ dày của miếng thịt không? Về cái kích thước mà lý tưởng nhất cho một cái miếng thịt như này thì nó khoảng bao nhiêu như nào, và mình nên cắt theo cái chiều dày như nào anh? Cái thịt này thì mình cắt kích thước nó rơi vào khoảng từ 3 cho đến 4 cm là đẹp nhất. Thường thì mình sẽ để, em để tầm khoảng 3,5. Thì thứ nhất là miếng thịt mình nướng bản rộng như thế này thì nó chín rồi nó sẽ giữ được cái độ nước bên trong của nó rất là ngọt. Còn nếu mình pha nhỏ quá thì thứ nhất là nó sẽ bị khô là một. Thứ hai là nó ngấm gia vị sâu quá. Thứ thì cái thịt này của em ướp là rất là đậm đà rồi, nên là em chỉ cần khoảng độ 40% bên ngoài nó ngấm gia vị thôi, còn ăn bên trong thì mình sẽ ăn được cái độ ngọt tự nhiên của thịt. Thì em không cần ướp, nó ngấm vào hết vào bên trong giữa. Đấy. Nên là em sẽ pha nó hơi dày một chút. Thế còn nếu bạn nào mà muốn mà ngấm đều hết thì các bạn có thể pha mỏng, nhưng mà theo em thì em đã làm nhiều rồi thì em thấy là pha tầm này là đẹp nhất, và miếng thịt nó rất là đẹp, nó phong. Thế phần này của mình như thế này là mình đã xong xuôi rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tính thời gian để mình ủ cái phần bình này. Anh em để ý cái giờ này nhé. Giờ... bây giờ bắt đầu mình sẽ tính giờ từ bây giờ bắt đầu mình ủ bì. Ok, thì bây giờ là 12 giờ 12 phút mọi người nhé. Thì bây giờ Thành Đạt sẽ bắt đầu ủ bì, và than đã được hạ xuống kịch đáy rồi, và thịt thì được xếp lên đều ngay ngắn ở trên bề mặt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ủ bì. Thì mình sẽ ủ trong vòng khoảng dự kiến là bao lâu em nhỉ? Cái này thì sau khi mình ủ bì này thì mình có khoảng có hai, chia thành hai nấc thời gian. 30 phút đầu xong thì mình sẽ kiểm tra và mình sẽ phải hơi lật cái bì này lên, vì như này cái bì này thì nó sẽ rất hay dễ dính vào cái phên này, nên là 30 phút đầu thì mình sẽ quyết định yếu tố của nhiệt, ví dụ như là mình sẽ vừa thăm và mình sẽ vừa chỉ các bạn là tại sao nó dính vào bì này, mà có lúc thì nó không dính vào. Vì mình giải thích luôn ở đây là
khi nhiệt đủ thì nó mới dính được vào cái vỉ này, còn nếu mà nhiệt của các bạn thấp quá mà các bạn không đủ than thì nó sẽ không dính vào đây, và chứng tỏ là nó yếu nhiệt nên là mình sẽ phải thêm một chút than nữa. Thì cái này thì mình vừa làm mình sẽ vừa dựa vào kinh nghiệm thực tế. Thì hôm nay thì mình cố gắng là mình sẽ truyền tải hết cho các bạn những cái gì mà nó hay vướng mắc, thì còn là sẽ cố gắng truyền tải hết cho các bạn. Ok, cái này kết thúc.